Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 9 tháng 1 của Hiền Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Ngay sau đây là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Mới đây, các chuyên gia đã nhận định Lionel Messi nhiều khả năng sẽ vượt qua hàng loạt các kỷ lục mà kình địch Cristiano Ronaldo đang nắm giữ. Nguyên do bởi siêu sao người Bologna đã chia tay bóng đá đỉnh cao để gia nhập đội bóng Anas của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, ngôi sao người Argentina vẫn đang trình diễn phong độ chói sáng trong cả màu áo câu lạc bộ Paris Saint-Germain lẫn đội tuyển quốc gia Argentina. Vì thế, các chuyên gia dự đoán tiền đạo 35 tuổi sẽ vượt qua 5 kỷ lục xưa nay hiếm của chân sút 37 tuổi trong thời gian sắp tới. Đầu tiên là kỷ lục ghi bàn ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ronaldo hiện đang giữ kỷ lục này sau khi hạ bệ chính đối thủ Messi. Tuy nhiên, mục tiêu cán mốc 500 bàn thắng tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu của CR7 khó trở thành hiện thực do anh đã chia tay câu lạc bộ Man United. Hiện tại, siêu sao người Bologna đang có 495 bàn và chỉ hơn 8 bàn so với Messi. Không khó để hình dung, Messi sẽ ghi thêm ít nhất 8 bàn trong 21 trận đấu còn lại của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 trong mùa giải 2022-2023. Nên nhớ, trước kỳ nghỉ trong World Cup 2022, Messi đã ghi 7 bàn sau 13 trận cho đội bóng này ở giải vô địch quốc gia nước Pháp. Kỷ lục thứ hai là số bàn thắng trong màu áo câu lạc bộ châu Âu. Ronaldo đã ghi tổng cộng 701 bàn thắng cấp câu lạc bộ trên mọi đấu trường, trong khi đó Messi chỉ kém có 6 bàn. Các chuyên gia dự đoán Messi gần như chắc chắn sẽ vượt qua kỷ lục này của Ronaldo. Kỷ lục thứ 3 chờ Messi phá là số bàn thắng tại đấu trường Champions League. Ronaldo đang là vua phá lưới trong lịch sử các cúp châu Âu với 140 bàn thắng. Messi từng dẫn trước nhưng hiện ngôi sao người Argentina kém Ronaldo 11 bàn. Các chuyên gia nhận định phải mất từ 1 đến 2 mùa giải nữa Messi mới có thể vượt qua được kỷ lục của Ronaldo. Kỷ lục thứ tư của Ronaldo đang bị đe dọa là số pha kiến tạo tại Champions League. CR7 đang có 41 đường kiến tạo tại đấu trường C1, trong khi Messi chỉ kém đúng một lần. Kỷ lục này sớm sẽ bị Messi chiếm lĩnh khi anh vẫn còn ít nhất 2 trận đấu mùa này, lượt đi và lượt về vòng 1-8 cùng câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Kỷ lục cuối cùng chờ Messi phá là số bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ronaldo đang là tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại trong lịch sử bóng đá thế giới với 118 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Hiện chưa rõ ở tuổi 37 anh có tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia nữa hay không, và điều này có lẽ phụ thuộc vào người sẽ kế nhiệm chiến lược gia Fernando Santos vốn từ chức sau World Cup 2022. Messi trong khi đó mới ghi được 98 bàn cho đội tuyển Argentina, kém Ronaldo 20 bàn. Tưởng chừng như khoảng cách khá xa, nhưng với phong độ đang thăng hoa hiện tại, Messi hoàn toàn đủ khả năng vượt qua đại kình địch của mình. Sau khi chiêu mộ thành công Ronaldo, câu lạc bộ Anas vẫn chưa dừng lại tham vọng tập hợp những ngôi sao châu Âu trong đội hình. Mới đây nhất, thêm một cầu thủ đã lọt vào tầm ngắm của câu lạc bộ Ả Rập Xê Út này. Theo Foot Mercato, đội bóng của Ả Rập Xê Út đang rất quan tâm tới tiền đạo Eden Hazard của Real Madrid. Họ sẵn sàng bỏ ra 25-30 triệu euro để đưa cầu thủ người Bỉ về sát cánh cùng CR7 trên hàng công. Eden Hazard đang thất sủng tại câu lạc bộ Hoàng gia khi có phong độ cực kỳ tệ hại kể từ năm 2019. Nhiều nguồn tin cho rằng ông Ancelotti không còn kiên nhẫn với tiền đạo 32 tuổi này và sẵn sàng để anh ra đi trong mùa hè tới. Hợp đồng giữa Eden Hazard và Real Madrid có thời hạn tới năm 2024 và 30 triệu euro là mức giá hoàn toàn hợp lý để kênh kiên trắng ở đầu. Với cá nhân Hazard, anh không còn giữ được phong độ tại câu lạc bộ Real Madrid lẫn đội tuyển Bỉ và thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc bản thân để thi đấu. Sẽ thật khó để anh có thể gia nhập đội bóng lớn nào khác nếu rời khỏi câu lạc bộ Real Madrid. Vì vậy, môi trường châu Á có thể sẽ là bến đỗ hợp lý cho Eden Hazard trong thời điểm cuối cùng trong sự nghiệp. Trở về từ World Cup, Calvin Phillips xuất hiện với tình trạng thừa cân và điều này khiến cho huấn luyện viên Pep Guardiola, một huấn luyện viên với cá tính mạnh, luôn đòi hỏi yêu cầu cao nhất từ các học trò, không hài lòng. Các trận đấu gần đây của Man City, Calvin Phillips không được điền tên vào đội hình thi đấu. Đây có thể coi là hình phạt mà huấn luyện viên Pep Guardiola dành cho ngôi sao 26 tuổi. Pep Guardiola nói về Phillips: "Tôi muốn cậu ấy thay đổi suy nghĩ về cách cậu ấy chơi và đó có thể sẽ là một bài học tốt cho Calvin Phillips trong tương lai. Một cầu thủ bóng đá phải hoàn hảo trong 12 tháng. Ngay cả trong những ngày nghỉ lễ, Calvin Phillips cũng phải hoàn hảo. Bạn có thể tận hưởng, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng bạn phải sẵn sàng vì ở cấp độ này, mọi thứ đều hết sức khắt khe. Để chơi 3 trận đấu một tuần, chắc chắn cầu thủ phải sung sức. Nếu ai đó không phù hợp, sẽ không có chuyện người đó được ra sân. Nhưng trong tuần và những ngày qua, Calvin Phillips đã nỗ lực cải thiện vóc dáng và tôi tin cậu ấy sẽ sớm trở lại." Những năm tháng đẹp đẽ của Tottenham dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Conte có vẻ như sắp kết thúc khi mà cho tới thời điểm này chưa có dấu hiệu nào cho thấy nhà cầm quân 53 tuổi sẽ gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ. Hiện tại, giao kèo của đôi bên chỉ có thời hạn tới tháng 6 năm nay.
Bối cảnh đó buộc Tottenham Hotspur phải tìm một người xứng tầm để thay thế huấn luyện viên người Ý. Và mới đây nhất, tờ Fisherhead đã bất ngờ tiết lộ thông tin về kế hoạch của đội bóng này. Cụ thể, Zinedine Zidane đang trở thành cái tên được ưu tiên số 1 để thay thế cho ông Conte sau khi mùa giải khép lại. Được biết, chủ tịch Daniel Levy muốn đầu tư thêm để Tottenham có thể vươn tầm trở thành ông lớn, đủ sức cạnh tranh ở chức vô địch ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, những thành tích ấn tượng mà chiến lược gia người Pháp làm được tại Real Madrid đã khiến Tottenham Hotspur tỏ ra rất nghiêm túc trong thương vụ này. Tuy nhiên, huấn luyện viên Zidane cũng là một tên tuổi cực kỳ có tiếng trong giới cầm quân. Đó cũng là lý do mà ở thời điểm này đang có rất nhiều đội bóng cạnh tranh và Tottenham Hotspur sẽ phải dốc sức nếu muốn vị thuyền trưởng người Pháp gia nhập đội. Theo báo chí Italia, Liverpool đã đưa tiền vệ Teun Koopmeiners vào tầm ngắm. Ngôi sao người Hà Lan đang thi đấu tại Serie A trong màu áo câu lạc bộ Atalanta. Sau khi phát triển từ các đội trẻ của AZ Kalma, Teun gia nhập câu lạc bộ Atalanta vào hè năm 2021. Kể từ đó đến nay, Teun đóng góp 8 bàn, 6 pha kiến tạo sau 59 lần xỏ giày ra sân cho câu lạc bộ Atalanta. Anh cũng là thành viên của đội tuyển quốc gia Hà Lan tranh tài tại World Cup 2022. Theo Corriere della Sera, Liverpool cân nhắc kế hoạch chiêu mộ Teun vào tháng 1. Ngôi sao người Hà Lan có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ, tiền vệ lùi sâu và tiền vệ trung tâm. Teun được biết đến với các đường truyền sát thủ, xé toạc hàng thủ của đối phương. Mùa giải năm nay, Teun đóng vai trò trụ cột trong đội hình của Atalanta. Lối chơi đa năng là điểm mạnh của tiền vệ 24 tuổi. Teun hứa hẹn sẽ trở thành chữ ký tiềm năng với Liverpool sau khi cơn bão chấn thương đang càn quét qua đội hình của Jurgen Klopp. Mức phí chuyển nhượng của Teun rơi vào khoảng 40 triệu euro, một thương vụ giá hời đối với đội chủ sân Anfield. Teun hứa hẹn sẽ trở thành một Jorginho Wijnaldum thứ hai của Liverpool. Bản tin bóng đá sáng ngày 9 tháng 1 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.